skin start bleed. So don't bother. Đó là về hông và chân, còn tay nhé, tay làm động tác mạnh cho mình trước,
cái đi hành quân không? Cái trái bên dưới trước thì tại sao đổi này? Ok, trước đây đặt tất theo kéo hai tay sang phải thì mọi người sẽ đặt nhảy chân phải lên. Đó, đặt chân xuống bên trước thì mọi người sẽ quận. Đưa tay về đang mới phải không? Đưa tay về được mình quận từ đây. Đặt ra xong, sau đó vẫn về luôn. Và đưa chân trái lên hướng qua lại thì mọi người sẽ dùng đặt tay vào đây, để hướng sang và để hướng sang. Tiếp theo, đu, cái vùng đu ha, thì chỉ bắn súng sang bên trái là chúng nó phạm cái đu vào người tiếp theo. Thì hiện như đu đu thôi, đu. Ok, đúng cái chân hạ, nghe, từ từ. Ok, đã xong. Động tác tiếp theo nha. Sau khi đánh xong như thế này, tay trước mắt mình sẽ vòng qua tay trái này, đặt xuống hông này, chụp đầu gối này, rồi sau đó xoay gót chân vào hông lên. Là bạn tương tự ở bên này và sang đây. Lần này mọi người sẽ phải hấp 3 lần không? 1, 2, 3. Lần thứ 4 thì tay đưa lên lại như này và chiếc bên trên, sau đó thu về. Khi thu về đây thì mình sẽ xoay ngược từ trái lại từ dưới, qua trái qua phải, qua vòng 1, 2, 3. Đúng không? Tiếp theo là uốn cái phải lên và tại cao số, theo cho mình biết hai vòng. Ok, động tác này chủ yếu là vào cái xoay này thôi. Tay ngực, tay đuổi theo nhau và xuống. Ok, ví dụ này là tay xuống nhá. Tại từ đây này, 1 này, 2 này, 3 lần. Được chưa? Từ 4 này, em xuống này, 1, 2, 3 và em 1, 2, tốt. Sau đó mình sẽ bật mở ra như thế này. Tay lên, kéo xuống, tay lên, kéo xuống. Ok, khi bật mở tay thì mọi người sẽ nhấc chân về chủ phía bên chân trái, chân phải mình sẽ xuống. Đó, ok, theo bật nhảy để bắt chân ra xuống này. Kéo lên, xuống, kéo lên. Tiếp theo, thu chân ra sau, không phải luôn. Mình đặt tay ngang, quật tay, thu tay về và bước lên là động tác tiếp theo. Bây giờ thì mình sẽ hướng tất cả vào cái thứ nhất ha. 5, 6, 7 bật ra 5, 6 và 7 và 8 và 1, 2 xuống 3 lên 4 nhạc 5, 6, 7, 8 và chủ đề này 1, 2, 3 xuống thấp 5 và 6, 7 xuống thấp và 1 và thấp hơn 3 và 4 và đẩy đu xoay này về hất không trái xoay về hất 3 lần 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7 và 8 và 1 2 lần luôn em đẩy bật lên bật lên ra hấp ra sau và bắt đầu tập. Okay. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau thêm một tí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 và 8 và em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1 và 2, 3 và 4 và 5, 6, 7, 8 và em 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7 và 8 và 1, 2, 3, 4. Ok. Rồi, mua đến đoạn tiếp theo thì sau khi các bạn nào ở đây 7 và 8 và khi mình sẽ đến tiếp với những 7 và 8 và 1, 2, 3, 4
và 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8 và 10. Ok, bạn này hình ngắn thôi. Ok, bây giờ chủ yếu là tập cái chân mở đầu gối sang như thế nào. Vậy tập đã nhé, 5, 6, 7, mở đầu gối này. 1, 2, 3, bước lên chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, đã xong rồi. Bây giờ đối với tay, mình đang ở đây. Đang từ trên cao để quật xuống. Các bạn đặt ở đây, tay vào 1, 2, 3, 4, 8, 5, 6, 7, 8, bước nguyên hô. Ok, chân thì là 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8. Ok, đúng không ạ? 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo này. Và mình sẽ bước chân ra, lấy tay đào ở trên hất xuống đây. Để xuống đây mình có thể cao một tí. Và bây giờ chúng ta sẽ xoay ngực dưới này, qua phải này, lên như thế này. Đồng thời người sẽ hơi đổ ra sau một chút. Chú ý là làm động tác này mọi người làm rộng phần ngực ra ha. Cho chúng mình hai vào thôi. Em 1, 2, 3, 4. Ok, sau đó chân về 5, đặt lên ngang 6, 10 độ theo 5, 9, 1, 5, 6. Rồi xua xuống này, các chân phải. Đấy là từ dưới lên 7. Ok, sau đó đưa chân về. Một người nào đủ dáng thì đó rất là đẹp. Và xong, có thể mình sẽ đọc quận tay và chỉ để thốt là kết thúc bài. Bây giờ thì mình với nhau cùng đối từ đầu đến hết bài luôn. Thì khá là 5, 6, 7 vào nhé. 5, 6 và 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8 và 1 và 2, 3 và 4 và 5, 6, 7, 8 và 1 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7 và 8 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8 và 1.